nhớ khi nào không thấy đường là nhớ bấm vô nhà tập hợp con, quá dễ, con là con của mẹ. Rồi bắt đầu ví dụ nè, ví dụ bắt đầu nêu cho trong đây nha. A à, có phần tử là gì? 1 2, B 3 4, 1 2 3. A với B là thằng nào con của thằng nào? A B là thằng nào con của thằng nào? A là gì? A là con của B. Ký hiệu này là con. Còn đọc theo toán học là chứa. Chứa. Chốt chưa? Có. Rồi bắt đầu qua qua cách nói của toán nè. A chứa trong B. B khi mọi phần tử của A đều thuộc B. Có nghe qua toán chưa? A chứa trong B khi và chỉ khi mọi phần tử của A đều thuộc B. Ví dụ tiếp theo. A 1 2, B 1 2, lẹ lên ra như thằng nào chứa trong nào bằng nhau, đúng rồi đó. A thì người ta có thể viết là A chứa trong B hoặc B chứa trong A. Ví dụ tiếp theo. C bằng 1 2 3, D bằng 2 3 4, ai chứa trong ai? Hãy nói nôm na, ai con của ai? Nhanh, chắc chưa? Đọc lại tiếng Việt Nam đi. Đọc lại trên đây. A chứa trong B khi và chỉ khi mọi phần tử của A đều thuộc B. B. Kiểm tra coi mọi phần tử của C có thuộc D không? Không. Không. Vậy C không phải là con của D. Vậy D là con của C. Xem coi D có phải là con của C không? Chốt chưa? Hâm hay có? Hâm hay có? Hâm hay có? Không. Rồi đúng. Nữa không? Vậy nữa không? Có. Nữa hả? Ví dụ. A gồm có nam với nữ. Sao này có chữ nữa? B cả nam và nữ. Thôi nam nữ luôn đi cho nó dễ. A có phải là con của nam không? A có phải là con của B không? A mà không phải là con của B hả? A có nam có nữ, ở đây cũng có nam có nữ mà không con. Có. A là con của B. B có phải là con của A không? Có. Có luôn. B là con của A. Chốt chưa? Có. Nói lại đi. Tập hợp con là gì? Là mọi phần tử trong tập hợp này là nằm trong tập hợp kia, gọi là tập hợp con. Chốt chưa?